Chào các bạn, trên tay mình là một cái cảm biến nhận diện. Các bạn nhìn giống như hệt một cái đèn âm trần đúng không? Nhưng thực ra đây là một cái cảm biến nhận diện. Mình đã tự làm cái cảm biến này từ những cái linh kiện là có sẵn ở trên thị trường, giá rất là rẻ, chưa đến 200.000. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái cảm biến hiện diện như thế này nhé. Về phần cứng thì các bạn cần chuẩn bị cho mình 3 thứ sau đây. Đầu tiên là một cái cảm biến LD2410. Cái này thì nó có mấy phiên bản cơ. Cái bản của mình là bản rẻ nhất, tức là phải giao tiếp với máy tính để chỉnh các cái thông số qua cổng Serial. Thì đây là bản rẻ nhất, giá chưa tới 90.000. Nó còn hai bản nữa, đó là một bản có Bluetooth và một bản có nó cắm bằng USB luôn. Thì nếu mà để tiết kiệm chúng ta dùng bản này, nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà cái bản Bluetooth thì chúng ta có thể chỉnh bằng điện thoại Android, các thông số bằng điện thoại Android được. Thì mình cũng đang order một cái bản Bluetooth và nó đắt hơn có chục nghìn thì phải. Thì mình sẽ test thử và hướng dẫn các bạn sau ở cái bản đấy. Hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn ở cái bản kết nối máy tính. Cái này chưa đến 90.000 nhé. Cái linh kiện thứ hai chúng ta cần sử dụng đó là một cái mạch Wi-Fi, module Wi-Fi ESP8266 Wiimote Mini D1. Đấy, cái này có giá tầm dưới 50.000 một cái. Rồi, cái linh kiện cuối cùng mà các bạn cần có đó là một cái cục nguồn 5V. Thì các bạn có thể tận dụng những cái cục sạc điện thoại cũ. Đây là mình đang sử dụng một cái sạc điện thoại cũ. Tí nữa mình sẽ cắt ra, mình lấy cái mạch bên trong thôi. Hoặc là nếu mà không có thì các bạn mua luôn cái module nguồn 5V. Người ta bán tầm 30.000 một cái. Rồi, vậy là xong ba cái linh kiện này, tổng chưa đến 200.000 nhé. Rồi sau khi chuẩn bị hết phần cứng xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành việc đầu tiên, đó chính là chúng ta chỉnh lại cái độ nhạy cho cái cảm biến này. Thì mặc định ấy, thì nhà sản xuất họ đã cấu hình sẵn cho chúng ta một cái cấu hình nó cũng khá ok, dùng được rồi. Nếu các bạn có thể dùng ngay cũng được, nhưng mà để cho nó tối ưu với cái điều kiện của từng nhu cầu sử dụng của các bạn thì các bạn nên chỉnh lại. Thì để chỉnh được cái độ nhạy cho cái cảm biến này thì đối với cái phiên bản mà kết nối qua cổng serial như này thì chúng ta cần phải mua một cái bộ chuyển đổi từ cổng USB sang cổng serial như này. Thì cái này chỉ tầm hơn 10.000 thôi. Nếu mà anh em nào thường xuyên xem cái kênh của mình thì mình cũng đã nói rất nhiều về cái này từ những cái video trước rồi. Và anh em làm nhà chơi smart home thì chắc chắn là phải có cái này rồi. Thì chúng ta sẽ kết nối cái module chuyển đổi này vào cái con cảm biến này qua cái sơ đồ. Mình sẽ để cái sơ đồ trên trên màn hình cho các bạn xem, trên video cho các bạn xem. Đấy. Thì mình sẽ kết nối nó vào. Ở đây thì mình quên không mua cái giác cắm nên là mình phải hàn chân như này. Đấy. Các bạn mua, khi các bạn mua, nếu mà các bạn mua cái bản cho máy tính kết nối qua cổng serial này thì các bạn nên mua thêm cái chân giác cắm nữa, bởi vì những cái giác cắm bình thường bên ngoài nó to lắm, không cắm vừa đâu. Đây mình phải hàn vào. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắm vào. Đây, ở đây mình vừa kết nối cái cảm biến này, các bạn nhìn thấy đây, kết nối cái cảm biến này với cái module chuyển đổi từ USB sang serial. Đấy. Và nó đã kết nối, các bạn nhìn thấy nó nháy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái tool ở trên máy tính để mình cấu hình cho các bạn xem cái tùy chỉnh của cái này. Thì các bạn download cái app, cái file mà mình để bên dưới phần miêu tả video về nhé. Nó sẽ có cái tool ở bên trong này, các bạn nhìn này, chữ LD2410 tool. Các bạn vào đó, các bạn nhớ cài driver các thứ cho nó nhé. Xong rồi là các bạn chạy cái LD2410 tool này. Đó, chọn đúng cổng con. Thì cái cổng con này mình cũng nói nhiều những video trước rồi, mình nói lại luôn là các bạn nhìn ở trong cái phần con port này này, đấy nó tương ứng với lại cái loại cái module chuyển đổi từ USB sang serial. Nó có rất nhiều loại chip, thì các bạn mua loại của hãng chip nào ấy, thì các bạn để ý của mình là Silicon Lab này. Đấy, thì là cổng con 4 này. Đó. Connect vào đấy, các bạn ấn connect ở đây, chọn đúng cổng con bằng connect, ấn start. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó chạy. Các bạn nhìn thấy không? Nó có chạy như này. Mình sẽ giải thích ý nghĩa của từng cái thông số ở trên này. Thì ở đây chúng ta có một cái màn hình có cái chấm chấm này. Đấy, nó có hiện chữ
moving target target này là khi nó phát hiện chuyển động thì nó sẽ nháy màu đỏ và nó đánh dấu ở trên này. Tức là đây là vừa là một cái cảm biến hiện diện và một vừa là một cái cảm biến chuyển động. Đấy, thì khi đây mình đang cua tay đấy, thì nó phát hiện nó chuyển động. Thì các bạn nhìn trên bên dưới cái phần đồ thị moving target này, target này. Nó cái vòng cái đường màu xanh lá cây à màu xanh da trời ấy, đó chính là thể hiện cái sự chuyển động của chúng ta. Nếu chúng ta chuyển động thì nó sẽ di chuyển đấy, mình dừng lại không chuyển động. Đấy, nó sẽ hạ cái đường này xuống. Còn cái đường là màu xanh lá cây này, đó chính là cái đường thể hiện cái sự cái mà chúng ta thiết lập đến cái ngưỡng mà chúng ta thiết lập, tức là vượt qua ngưỡng này thì nó sẽ hiểu là xuất hiện chuyển động. Hướng qua ngưỡng màu xanh lá này, cái màu xanh lá cây da trời này mà nó vượt qua, nó chỉ cần có một điểm ở trên đường này nó vượt qua cái màu xanh lá này thì là chúng ta nó sẽ tự hiểu là nó đang phát hiện ra chuyển động. Đó, đó chính là ở cái phần moving target. Còn cái phần mutation list target này là chính là phần để phát hiện ra cái sự hiện diện chúng ta, có nghĩa là những cái chuyển động thấp. Thực chất cái đây là một cái cảm biến radar để phát hiện chuyển động thôi, chứ nếu mà nói về hiện diện hoàn toàn thì nó chưa chính xác. Tức là đây là những cái chuyển động nhỏ, chuyển động nhỏ như kiểu là chúng ta thở hoặc là nhịp tim đập các thứ ấy. Nếu mà nó phát hiện ra thì nó sẽ xuất hiện ở bên này. Thì tương tự như bên này thôi, cái đường màu đỏ đó nó chính là cái đường nó phát hiện ra những cái chuyển động cực kỳ nhỏ trong người chúng ta. Ví dụ như chúng ta thở hoặc tim đập hoặc gì đấy thì nó sẽ phát hiện ở đường này. Và cái đường màu xanh chính là cái đường giới hạn. Thì cứ vượt qua cái mức này thì là phát hiện ra những cái chuyển động đấy. Đó. Thì cái cơ chế hoạt động của cái con cảm biến này là sẽ như thế nào? Tức là khi mà nó phát hiện ra được cái chuyển động, những cái chuyển động thực sự này, thì nó sẽ tự động bật, nó sẽ on cái chân out ra. Cái chân trên các bạn nhìn sơ đồ của con cảm biến sẽ nó sẽ xuất hiện một cái dòng điện nó out ra ở cái chân đấy. Và khi không phát hiện ra chuyển động nữa thì nó chưa tắt vội nhé, nó sẽ vẫn cái chân A nó vẫn hoạt động, nó vẫn ao dòng điện ra và nó sẽ giữ cho cái cảm biến đấy, nó giữ điện ở đấy đến khi nào mà bên cái cảm biến những cái phát hiện chuyển động thấp là ít này này mà nó xuống vượt xuống dưới cái mức màu xanh lá cây này thì nó mới tắt đấy, nó mới tắt cái dòng điện ở đó đi đấy. Thì chúng ta có thể thiết lập được cái những cái đường màu xanh lá cây này đấy, và những cái mức độ nhạy đây, bên này có những cái mức độ nhạy của những cái cảm biến và còn chuyển động và chuyển động ít đó, thì chúng ta có thể chỉnh ở đây. Thì nói rất là dài dòng, các bạn tự nghiên cứu thì sẽ thấy ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn cách chỉnh thôi cho nó nhanh, còn để giải thích thì nó lâu lắm. Thì các bạn cứ chỉnh như theo của mình cũng được. Mình thì mình thiết lập hai cái độ nhạy của hai cái cảm biến này đều ở mức cao nhất, thì tùy các bạn, mặc định của nó là 6. Đây là cái phần moving max RG này là chính là cái phát hiện ra cái chuyển động. Nó tính theo là 1 RG là bằng 0,7 mét, tức là cái khoảng cách mà nó phát hiện ra chuyển động. Thì để max thì nó sẽ phát hiện được xa hơn, có nghĩa là nó sẽ nhạy hơn. Đó. Tương tự bên dưới này cũng thế, là cái phát hiện những cái chuyển động thấp. Tùy cái phòng của các bạn định thiết là cái cảm biến này nó to hay nhỏ, các bạn để thông số này cho nó chuẩn. Còn như mình thì mình định xét ở trong phòng tắm mình hơi to nên là mình sẽ để cái thông số nó hết cỡ rồi. Thì cái đấy là các bạn tự chỉnh, còn nếu không để mặc định cũng được nhé, mặc định nó là 6. Còn cái phần ABS report delay này thì mặc định nó là 3. Thì cái phần này đây là cái quan trọng này, các bạn để càng thời gian càng lâu ấy thì cái sự chuẩn xác của cái cảm biến này nó càng chuẩn, nhưng mà nó sẽ bị một cái là cái thời gian mà khi nó phát hiện hết cái chuyển động, hết cái sự xuất hiện chúng ta nó sẽ lâu hơn. Ví dụ như các bạn để 3 giây thì nếu 3 giây nó sẽ giữ cho cái này 3 giây. Nếu mà không có cái chuyển động, những cái chuyển động nhỏ này, nó không có trong vòng 3 giây nó thấp hơn cái đường màu xanh này thì nó sẽ tự động ngắt. Còn để bao nhiêu giây thì nó sẽ tự động thế. Thì để càng lớn thì sự chuyển thì nó càng chuẩn xác, ở chỗ là bởi vì nhiều lúc nó xuống dưới này nhưng mà
kiểu như là chúng ta nín thở thì nó sẽ xuống dưới như này, nhưng mà thường nếu chúng ta thở lại một cái thì nó sẽ lên. Nhiều lúc là 3 giây nó hơi thấp, mình thấy nó mặc định nó để 3 giây thì hơi thấp, các bạn nên tăng từ 5 giây trở lên. Hiện tại là mình để 5 giây, mình thấy 10 giây rất là chuẩn, 10 giây thì cực kỳ là chuẩn, nhưng mà cái thời gian nó sẽ lâu hơn. Cái thời gian khi mà chúng ta nó phát hiện hết người ở trong phòng nó sẽ lâu hơn, thì tốt nhất là các bạn để từ 5 đến 10. Đấy, tốt nhất là nếu mà không quan trọng cái thời gian thì nên để 10. Đấy. Còn cái bên dưới này thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái nút sensor ở đây. Sensor ở đây chính là để chỉnh cái ngưỡng, chính là chỉnh cái đường xanh, màu xanh lá này. Thì các bạn có thể để giống mình cũng được. Đấy, mình đã test rồi và để như thế này là thấy khá ok. Đấy, hoặc không là các bạn chỉnh theo ý các bạn đấy. Nó tương tự thôi. Đây là bên này có cái thông số là các bạn chỉnh đến đâu là nó sẽ đến đấy, sau ấn confirm là được. Rồi cuối cùng thì sau khi chỉnh xong hết thì các bạn ấn vào chữ config vào đây. Thì nó sẽ viết vào trong cái con cảm biến này luôn, và chúng ta không cần phải chỉnh lại nữa, nó sẽ tự nhớ ở những lần sau. Đó, đó chính là cái việc chỉnh ở đây. Thì đối với bản Bluetooth thì chúng ta sẽ chỉnh tất cả những cái thông số này ở trên điện thoại Android, chứ không cần phải kết nối với máy và chúng ta không cần phải lằng ngoằng như này. Nhưng mà mình lỡ mua cái bản này rồi thì mình sẽ hướng dẫn cái này trước. Sau này mình sẽ dùng cái bản Bluetooth mình nghiên cứu sau và sẽ hướng dẫn các bạn sau. Đó. Việc tiếp theo là chúng ta cần phải flash firmware cho cái Wiimote Mini D1 này. Bây giờ chúng ta sẽ cắm cái này vào Windows. Đấy. Rồi mình sẽ cắm vào cổng USB của Windows. Sau đó các bạn để ý cái cổng COM của nó trên máy tính của các bạn. Như của mình là nó hiện lên cổng COM 7. Những cái này mình đã nói rất nhiều ở những video cũ rồi nhé. Sau đó các bạn vào cái thư mục cảm biến hiện diện mà các bạn download về, mình để bên dưới phần miêu tả video ấy. Các bạn ấn vào cái Task Monitor này. Đó. Các bạn chọn đúng cái cổng COM của mình là COM 7. Rồi, chọn file bin và ấn vào open. Các bạn chọn đến cái file đây, cảm biến hiện diện.bin ở trong cái thư mục đấy. Ấn vào đây. Đánh dấu vào phần EJ before flashing và ấn chữ Task Monitor. Rồi các bạn đợi nó flash. Thì đây thực chất là một cái firmware Task Mota mà mình đã cấu hình sẵn những cái cần thiết để cho nó chạy được với cảm biến hiện diện này rồi. Các bạn chỉ việc flash và sử dụng thôi. Đợi nó chạy xong. Đấy, ok, như này đã xong rồi nhá. Sau đó sau khi nó flash xong ấy, các bạn cần phải cấu hình lại wifi cho cái Wiimote Mini này. Thì chúng ta sẽ ấn vào phần send config. Đấy, đánh dấu vào mục wifi và các bạn điền tên wifi và mật khẩu wifi các bạn vào nhá, sau đó ấn save. Đấy, mặc định của nó sẽ là wifi nhà mình nên là các bạn phải điền wifi các bạn vào mới chạy được nhá. Sau khi ấn save xong, các bạn đợi một lúc nó khởi động lại và các bạn ấn vào phần get IP. Đấy, để ra được cái IP của cái Wiimote Mini này. Ví dụ của mình đây là cái IP này. Đấy, đây là cái làm mẫu cho mình, cho các bạn thôi. Còn thực chất là mình đã flash vào một con Wiimote Mini khác, IP khác. Đấy, nó nằm ở đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành hàn mạch nhé. Mình sẽ để cái sơ đồ hàn cái mạch này lên trên video để các bạn xem. Đây là cái mạch 15V mình vừa lấy được từ cái cục sạc này ra, mình cạy cục sạc này ra. Mình sẽ hàn theo cái sơ đồ mình để bên trên. Đấy. Sau đó thì mình sẽ cho nó tất cả nó vào một cái hộp như này. Đây chính là một cái bóng đèn LED âm trần cũ mà bị hỏng. Thì mình tháo ra và mình sẽ cho tất cả vào trong cái này. Sẽ dán cái cảm biến vào bên trong này. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhé.
Đây, mình đã hàn xong rồi các bạn này. Thì đây là cái mạch nguồn, mình gắn keo lến xuống bên dưới này luôn. Còn cái Wiimote Mini này thì mình dùng băng dính hai mặt thôi, mình gắn lên đây. Để sau này mà mình cần nhấc ra mình flat lại hoặc là mình nâng cấp thêm cái gì đấy thì mình lấy ra cho nó dễ. Còn cái cảm biến nhận diện thì mình dùng keo lến mình gắn luôn vào cái mặt này. Đó. Mấy hôm nữa mình đang định gắn thêm một cái cảm biến ánh sáng vào trong cái bộ này. Đấy, thì mình sẽ làm thêm một cái video riêng. Chính vì vậy cái này mình chỉ gắn băng dính hai mặt thôi. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho cái bộ này và mình tiến hành cấu hình để add nó vào HomeKit nhé. Mình vừa mới cấp điện cho cái cảm biến rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cấu hình để add cái cảm biến này vào app của Home nhé. Thì để làm việc này chúng ta cần phải có Home Bridge. Đấy, Home Bridge, và chúng ta sẽ phải cài một cái MQTT Broker và một cái plugin tên là MQTT Thing. Thì cái này ở trong cái video cũ mình đã chỉ cho các bạn rồi, thì các bạn hãy xem lại cái video mà mình để bên trên này nhé. Thì các bạn hãy xem lại cái video đấy để các bạn biết cách cài một cái MQTT Broker và cái plugin MQTT Thing nhé. Đấy. Sau khi cài được hai cái đấy rồi thì các bạn hãy truy cập vào cái địa chỉ của cái cảm biến này, chính là cái địa chỉ của vừa lấy mình get IP ấy, ở cái lúc mình flash ấy. Thì cái mạch vừa lấy là mình làm demo cho các bạn thôi, còn cái mạch mình đang sử dụng là địa chỉ của mình đây. Thì mình vào đây, sau đó thì các bạn vào cái phần nó sẽ có giao diện như này. Các bạn vào cái phần Configuration này. Đấy, các bạn hãy vào phần MQTT. Đó. Bây giờ ở phần hot thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ, cái địa chỉ của cái MQTT broker lên. Đấy, như của mình là địa chỉ như này, mình cài luôn trên con Raspberry Pi mà, địa chỉ như này đấy. Còn các thông số khác các bạn để nguyên, nếu mà các bạn đặt mật khẩu cho cái MQTT broker đấy thì các bạn điền user mật khẩu vào thôi, còn lại các bạn để nguyên cho mình nhé. Rồi. Sau đó thì các bạn ấn thoát ra ngoài, ấn vào main menu, ấn vào console. Console này thì các bạn sẽ để ý tới cái thông số mà nó hiện lên ở đây. Đây, các bạn thấy nó có MQT. Đấy, nó sẽ có phần MQT này, nó sẽ có một cái Tatoma. Đấy, cái số đằng sau. Đấy, như của mình là 634210, nó chính là cái topic mà đi theo cái mạch của các bạn. Mỗi một cái mạch Wiimote Mini thì nó sẽ ra một cái số, cái chữ này khác nhau. Chúng ta không thể dùng chung được. Vì vậy chúng ta cần phải vào đây để chúng ta xem cái số, cái chữ này. Sau đó thì các bạn hãy vào phần MQTT, vào Home Read và các bạn cấu hình. Thì bây giờ để add được cái cảm biến vào ấy, thì chúng ta sẽ add bằng dòng lệnh. Mình khuyên các bạn nên sử dụng dòng lệnh, bởi vì là nó có số một số những cái sensor hoặc là những cái thiết bị mà không, chúng ta không thể nào add bằng cái phần setting của nó được đâu nhé. Mình đã test thử rồi, một số thứ nếu mà add bằng phần setting thì nó không đúng. Tốt nhất là chúng ta dùng dòng lệnh, nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ chuẩn. Các bạn sẽ copy cái phần mà mình đánh dấu ở này, mình sẽ để bên cái đoạn mã này bên dưới phần miêu tả của video nhé. Ở đây mình sẽ giải thích một số cái thông số mà các bạn cần phải chỉnh lại. Đầu tiên đó là cái phần name. Phần name này các bạn đặt tên cho cái cảm biến. Đấy, ví dụ mình đặt tên là cảm biến hiện diện. Đó. Cái phần URL này thì các bạn điền cái địa chỉ MQTT thing, MQTT broker của bạn vào. Đấy, thì địa chỉ của bạn là bao nhiêu các bạn điền vào đấy. Phần username thì các bạn điền username, password, phần điền password. Nếu không thì để chẳng cần điền gì. Còn phần topic này các bạn sửa lại cho mình cái phần Tatoma 634210 này thành cái giống như cái bên cái phần console của cái cảm biến này, có phần Tatoma cảm biến này. Đấy, ví dụ như của mình bên này là Tatoma 63421 thì của các bạn bao nhiêu các bạn sửa lại ở đoạn này như vậy. Đấy, còn các cái thông số khác các bạn để nguyên cho mình. Đấy, sau đó các bạn xếp lại, các bạn xếp lại là được. Đây, mình sẽ xếp lại.
save lại và restart. Sau khi cái home grid nó khởi động lại thì các bạn hãy vào cái app home để chúng ta kiểm tra xem cái cảm biến hiện diện nó đã xuất hiện hay chưa. Thông thường khi mà các bạn add một cái thiết bị mới vào home grid ấy thì nó sẽ xuất hiện ở cái zoom cái phòng này. Enchant này này, không biết là mình đọc cái từ này có đúng không. Đấy, mình không rõ cái từ này lắm, enchant này là gì. Đấy thì các bạn có thể thấy là cái cảm biến mình đã thấy xuất hiện một cái cảm biến hiện diện ở đây. Mình ấn vào xem tên nó có đúng không nhá. Đấy các bạn có thể thấy là tên này, cảm biến hiện diện. Đấy có nghĩa là như vậy là mình đã add thành công và nó đã nhận dạng rồi, nó đang detect rồi này. Như vậy là ok rồi nhá. Có nghĩa là nó đã hoạt động. Như thế này đã hoạt động. Bây giờ mình sẽ test thử xem là nó đã chạy được chưa nhá. Bằng cách là mình sẽ tạo một cái automation. Mình sẽ tạo một cái automation cho cái cảm biến diện này nhé. Mình add một automation. Ví dụ như mình sẽ điều khiển cái đèn ở cái phòng làm việc này của mình đi. Mình sẽ tạo một cái automation khi mà nó thấy một cái sự hiện diện thì nó sẽ làm gì. Mình sẽ bật cái đèn ở phòng office này lên. Ok. Rồi mình tạo tiếp một cái automation nữa. Khi mà không nhận diện được thì nó sẽ tắt luôn cái đèn này đi. Cái đèn ở phòng office này đi. Đấy. Tắt. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ test thử luôn cái automation này nhé. Đây bây giờ mình đã tắt hết những cái đèn khác ở trong cái phòng này rồi. Và chỉ để mỗi cái đèn ở đèn chính của cái phòng này thôi nha. Và cái cảm biến hiện diện là mình để ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Mình sẽ đi ra ngoài và tí nữa mình sẽ xem nó có tắt không nhé. Mình sẽ đi ra ngoài xem nó có tắt không này. Đấy, mình đang cài đặt là tầm 7 giây. Mình sẽ đi hẳn ra ngoài xem nào. Thông thường nó sẽ lâu hơn. Đấy, 7 giây sau nó tắt. Bây giờ mình sẽ đi vào xem nó có bật không nhé. Đấy, nó bị vướng cái ghế nên nó không phát hiện được chuyển động mình. Rồi, ok. Đấy, sau khi mình chỉnh cái ghế ra một cái là nó đã phát hiện được rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi im. Mình ngồi im không chuyển động thật lâu. Bình thường mình đang set là 7 giây. Đấy, các bạn có thể thấy bây giờ là mình ngồi thoải mái. Nó sẽ không bao giờ tắt. Đấy. Rồi mình lại đi ra ngoài lại. Test thử xem nào. Đấy, nó lại tắt rồi, vậy là ok. Rồi, mình đi vào phòng, bắt đầu đi vào phòng. Đấy, đến cái khu vực có cảm biến là nó sẽ bật. Bây giờ mình có ngồi thoải mái. Ngồi ở đây thoải mái cũng không bao giờ sợ nó tắt. Đó. Như vậy là mình đã vừa làm được thành công một cái cảm biến hiện diện. Đấy, giá rất là rẻ, chưa tới 200.000 và add được vào Apple HomeKit. Thì cái ưu điểm của cái cảm biến này đó chính là giá thành cực kỳ rẻ luôn. Còn nhược điểm của nó mình thấy đó là cái khoảng cách để nó phát hiện ra chuyển động ấy, nó vẫn còn rất là thấp. Như nhà sản xuất nói thì là 0,75 x 8 là tầm 6 mét. Có nghĩa là cái khoảng cách tối đa mà nó nhận dạng được là tầm 6 mét. Đấy. Thì nó sẽ nhận dạng được chuẩn xác nhất. Nhưng mà mình thấy cái khoảng cách này có khi không được 6 mét sau khi mình nắp vào cái hộp các thứ rồi thì chắc là nó sẽ không được 6 mét đâu. Đó chính là cái nhược điểm của nó. Thì cái cảm biến này chúng ta nên dùng ở trong những cái phòng có không gian nhỏ, kiểu như là nhà vệ sinh hoặc là nhà tắm thì nó sẽ rất là phù hợp. Còn những cái nơi mà cái không gian nó lớn quá thì mình nghĩ là cái cảm biến này nó không hoạt động chính xác. Đấy, trong cái video tiếp theo thì mình sẽ làm thêm một cái cảm biến ánh sáng, mình tích hợp luôn vào cái bộ cảm biến này.
để mình và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái automation cho một cái nhà tắm mà nó có ánh sáng tự nhiên, có nghĩa là nếu ban ngày thì nó sẽ có ánh sáng tự nhiên vào, và khi đấy mình sẽ phải set automation cho nó, mặc dù nó phát hiện ra có sự hiện diện của chúng ta ở đó nhưng mà nó sẽ không bật đèn. Thì trong cái video sau mình sẽ nâng cấp cái cảm biến này thêm một cái cảm biến ánh sáng ở trong luôn cái bộ này, thì mình sẽ làm một cái video cho các bạn xem. Nếu mà cái video này thì mình sẽ kết thúc ở đây. Bạn nào thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.